Excellent work. Alam mo eh. Yung man. Yung man. Alam mo eh. Mày chơi với tầm Minh Rick. Mày hơi bị láo rồi đấy. Yung man nhầm. Tí vô bóc. Bóc cốt nhiên. Thì chị mờ nhầm lẫn là gì được rồi. Tại em cứ kêu chị hoài nên nó không cần biết. Ông đừng có mà biện hộ. Chị em hả? Chị em hả? Ừ, nó chị, alo, nó em tôi đấy. Nó là chị mình. Ủa nhi. Hả? Ủa cà rốt chung trường với em luôn à? Nó phá rồi, nó phá. Cảm ơn chị Xu. Alo, à đúng rồi. Đây. Em mày quá. Mày quá kêu đúng tên. Không nhận bot đi. Thôi. Mấy con bot này em không ăn nhá. Em là streamer mà đi ăn bot. Này đúng em. Có em à. Bị nó một con tiêu mà. Từ từ chị nghe thôi mà. Đấy. Đẩy vô đi, còn màu à, đẩy vô luôn, mấy người đẩy vô luôn. Rồi cuối. Ui ôi, bên đây. Ủa đâu? Watch out. Lia. Okay. Có mất tí máu nó đâu mà. Không, ý là Kim Mơ Nhiên nè. À, đâu, Nhiên là ai đấy, số 4 này. Bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ bạn Nhiên nha. Like, share, subscribe. Chào khán giả, xin chào khán giả của bạn Nhiên nha. Xanh đây này. I got supplies. Ok. Ủa nó xôn đây rồi, nhanh nó xôn. Chết. Rồi, không phải lo, nhưng phẩm mình tốt lắm.
thôi mọi người. Giờ qua bốt cam hả? À giờ rồi qua resort này. Watch out. Watch out. Có kìa. Bot kìa. Nhìn ơi, vũ qua đây em. Mày mày cái gì? Vũ qua đây nè. Đó, nó trong kho đúng không? Ừ, ngoài này. Chưa gì thanh em. Đây chị của chị tóc. Chị tóc đây đây. Trứng lộn như thành viên. Dạ bữa mẹ chở em reo luôn. Vẫn thính ở ngay cầu Narip à? 55 lè. Cái bê gỗ nó chán luôn á. Chị chơi wifi đây mà nó còn lát như người yêu cũ tát cho mặt vậy. Bên kia không có người đâu, bây giờ qua chỗ resort thôi. Bên thính kìa, bên thính kìa. Resort có người, bên đấy mình cam rồi. Không thấy chỗ đó mở cửa đâu, nhà đóng hết rồi. Ui gì em? Đứng đây mà kêu tiếng chân nhà đôi. Excellent work. Tai thính mà, kiểu lần này của mình á, có Devin á. Ui trời ơi. Chết nha. Hôm qua em chơi nhập ông đi vừa kinh kia. Cái gì tích tốt 100 mà tự có máy chết em một lộp tốt. Ủa nội nó bị lát rồi. Chị nghe em nói kì giật nè. Mấy chị bị vang không? Nghe bình thường mà không vang. Cái xe lò này thấy dục lắm. Ui, giá 3 à, cả cúc cũng... Ủa, có người em ơi. Đâu? Watch out. Tốt, tốt, tốt. Ui, ui, chị đã đấy. Chị đã chạy. Gắt thế nhỉ? Nó lag quá đây. Nó lag quá bắn điếu được à. Có đeo chưa? Thấy hai thằng. Uầy, chớp kinh vậy. Thằng chấm máu. Thằng kia chấm máu rồi, thằng sau nhà chị. Cái xe lòn này thấy dục quá. Một viên đó, nó như máu. Watch out. Nó sau bờ tường nhá, sau bờ tường nhá. Trong nhà kìa, số 1 kìa. Điên này không, không có hãm giật nhỉ. Không có điên nào nữa, xác đâu hết rồi. Mình nghèo lắm.
Bây giờ không có gì luôn đấy, như con bot luôn. này Ừ, chắc nghèo hơn mình luôn. chuyên Nghèo hơn mình mà combat rồi đổi thằng đi. Watch Có người luôn hả? out. Còn cái tim bắn thánh, còn tim bắn thánh. Kinh vậy. Nó mới nồng, nồng mẫn tia lửa luôn trời. Quấy bo ngay gần đây. Biết Thôi đi săn đi, đừng đây làm gì, đi săn đi. Qua chỗ số 4 kia. Lại không có kill rồi anh em ạ. Sáu đứa nữa quanh khu này tính rơi kìa. Bao nhiêu người xem rồi? Bây giờ view bao nhiêu người xem? Bao nhiêu mắt rồi? Livestream Facebook à? Location. Giữa tâm luôn rồi mà không thể dùng nó đâu. Kiểu như họ là sinh ra để chơi game. Ui, tập luyện đến lúc đấy mà đến khi mà kiểu như là thành thạo các thứ rồi trưởng thành khi đấy. Nói chung là rồi nhiều fan lắm. Với lại phát triển được bản thân. Bốn mắc bệnh ngôi sao chưa? Số 4 là mắc bệnh không bệnh ngôi sao nữa mà là mấy thằng đó nó không chịu nhiều áp lực hay chứ mày lên chim mới chửi tùm lum mà nó vẫn chịu. Thế mà không thấy nói về khán giả tương tác gì, toàn tương tác với team này, tương tác với khán giả đây, đang live stream à? Khán giả
buồn quá. Người ta các bạn đấy không comment à? Các bạn không comment bình luận fan này hay đặt kèo đi ạ. À? Kiểu vậy. Ôi đi mày nó đứt nét luôn ạ. À. Gì em? Cặp mẹ chị. Nét quá. Vậy sao làm chim mơ xịn. Mấy hôm nay cũng bị mà. Nhưng mình thoát ra vào lại ok. Đây cái wifi nó bị gì đó, nó không hoạt động. Mới gì mà đóng tiền, mới đóng tiền 2 tuần trước rồi gì nè. Tại cái giờ nó hết. Mơ mà nói tục thế này thì ảnh hưởng đến cộng đồng lắm bạn ơi. Thật, chim mơ này chỉ có đuổi ra khỏi ngành thôi. Chim mơ ao làng á. Ảnh hưởng đến cộng đồng á. Kiểu kiểu. Kiểu fan của chú độ vào ấy, những thứ. Trên này mở cửa nhá. Quanh đây chuẩn bị có người. Em nghĩ sao? Em nghĩ sao còn không có bốt gì không? Sao em? Không nhưng mà nó bắn em giật mình em phải qua lại lắm. Em bắn nó thôi chị chua thông cảm em. Nửa trên đỉnh đồi bên kia rồi. Tụi này nó bắn chết. Watch out. Bé mình. Làm việc đi chị Thu. Nó nằm ở ngay bé mình luôn. Đóng trời. Trên trời. Mọi trên trời nó chỉ thấy mà. Ui chị mẹ. Hết con bó bám mình qua mấy người bám mình đi. Tụi mày sao cái tụi sống. Này nó thích nằm vậy? Nó bắn thì chiêu mơ. Hướng 280 có người sau đó. Trời biết bơm nó trời. Không, trời không có, trời có à? Hồi nãy nó bắn nghe em. Đâu, ở dưới này nghe dưới trời. Mà chết trời vậy. Mình đã lên cao đó rồi, mình thấy chúng nó không? Bé còn không? Còn một đứa. Ghét gắt nhỉ. Marked an enemy's death crate. Body. Ai có luôn kìa. Đầu mùa ông cày là bây giờ ông lo nổ. Kiểu đầu mùa nó cũng bị hack giết nhiều lắm rồi đấy. Bây giờ phải để người ta lên danh trước hiểu không? Phải lên danh trước sao mình chơi sao? Ai có phố luôn này. Gắt vậy. Thằng cuối quốc chảo nó. Bệnh. Đó, bắn như lộ chiến. Để nó chết bo đi. Bo vào mắt.
Ôi, đông đội thành.